Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Hòa Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không? Ngày 13 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, trong thời gian qua, vợ chồng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, C03, Bộ Công an. Nhiều lần tại nhà riêng cũng như ở trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Hòa Bình. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xin gặp Tổng bí thư Tô Lâm, nhưng Tổng bí thư không tiếp tại nhà mà mời lên trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, ông Phúc đã không đến đúng lịch hẹn vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8. Sau đó, ông Phúc xin lại lịch hẹn ngày 11 tháng 8, nhưng Tổng bí thư Tô Lâm từ chối gặp. Mục đích của Phúc là muốn gặp tại nhà để biếu quà và xin lỗi vì những sai phạm của vợ chồng và con rể Vũ Chí Hùng nhưng Tô Lâm đã né tránh không muốn bị nhúng chàm của Phúc. Như chết đuối vớ được cọc, tối ngày 11 tháng 8, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có điện thoại và báo tin cho Nguyễn Xuân Phúc biết là mình có tên trong danh sách được chọn vào chức danh Phó Thủ tướng. Nếu vào được, sẽ có cơ hội phát triển và bảo vệ Phúc. Được biết trước đây Nguyễn Hòa Bình là đệ ruột của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Hòa Bình xuất thân từ công an, mang hàm thiếu tướng. Vợ chồng Phúc trong đêm xin qua nhà Bình ngay, nhưng Bình nói thời điểm này nhạy cảm, không nên gặp trong lúc này. Cuối cùng, Phúc ủy nhiệm cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu gặp riêng bà Phùng Thị Hà, tức vợ Nguyễn Hòa Bình, biếu 11 triệu đô la Mỹ để Bình lo lót việc lên chức phó thủ tướng. Và đây là hình Trần Thị Nguyệt Thu và Phùng Thị Hà. Trong thời gian tới, nếu Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính phủ, thì Phùng Thị Hà tha hồ ngồi nhặt phong bì và kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của các doanh nghiệp. Và liệu rằng vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Thị Hà có cứu thoát được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu hay không? Phùng Thị Hà, tướng ngũ đoạn, nằm nét trên cơ thể đều ngắn, đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn, nên nhiều thủ đoạn và là người đàn bà khét tiếng với các phi vụ kinh doanh và chạy án. Bà Hà lợi dụng chức danh của chồng để mua bán công lý về Nguyễn Hòa Bình, có những chứng cớ cho thấy ông Bình gian lận tuổi, khai giảm bớt 5 tuổi để đủ tuổi cơ cấu vào Ban chấp hành Trung ương và vào Bộ Chính trị. Bản thân vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Nhật Hà quá tai tiếng, với khối bất động sản khủng chìm nổi ở Hà Nội và ở quê quán Quảng Ngãi. Và đây là hình Tô Tổng có quyết tâm làm tới cùng vụ Nguyễn Xuân Phúc. Cặp vợ chồng này rất quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên Xu Gia với gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh, hạt giống đỏ của vợ chồng Bình và Hà. Tuy sở hữu một khối tài sản khổng lồ, nhưng với bản tính tham lam, bà Hà ăn không chừa một thứ gì từ lớn đến nhỏ, kể cả vụn vặt. Năm 2011, đầu gói bà Hà bị giãn dây chằng mà bà bắt 20 nhân viên của chồng Tháp Tùng qua Singapore chữa bệnh. Sau đó hòa cáp, biếu sáng, bà đem ra các đầu mối bán lại. Hiện nay, đa số các nhà mặt phố Nguyễn Du hay bà Trưng tại Hà Nội đều do bà Hà vung tiện thâu tóm và cho thuê lại. Liên quan đến khả năng vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc có thể bị bắt ngày 9 tháng 8, thời báo chấm đê đã loan, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để khẳng định. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận của bà Trương Mỹ Lan 100 triệu đô la Mỹ, Tuy nhiên, Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Hòa Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm sẽ xoay sở ra sao trong việc nội trị và đối ngoại? Ngày 9 tháng 8, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nam Gia. Liệu ông Tô Lâm có thành công hay không? Tác giả so sánh, ông Võ Văn Thưởng trúng cử chức Chủ tịch nước với tỷ lệ 98,38%. Ông Tô Lâm vượt lên theo tỷ lệ 99,97%. Tổng trọng khi được bầu làm chủ tịch nước, tỷ lệ 99,97% ông Tô Lâm đạt mức 100%. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản, tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tô Lâm là người duy nhất đạt được sự tín nhiệm đến mức tuyệt đối. Tác giả cho biết, trong hai vai trò mới, ông Tô Lâm đã nhận được lời chúc mừng của nhiều quốc gia. Giới quan sát nhận thấy, có hai quốc gia đang khó ở với nhau là Hoa Kỳ và Nga đều gửi lời chúc mừng. Tác giả trích dẫn báo thanh niên cho hay, trong cuộc họp báo sáng ngày 3 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng như thời gian qua, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Hệ quả là một loạt cán bộ cấp cao bị đề nghị kỷ luật, trong đó có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Trước đó ngày 3 tháng 8, ông Khái đã bị cho thôi các chức vụ trong đảng cùng nhiều cán bộ cấp cao khác. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Chẩu Văn Lâm. Khác với các ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, ông Khái bị chỉ đích danh sai phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Điều này gần như đồng nghĩa rằng, ngoài việc phải chịu kỷ luật đảng, ông Khái còn phải đối diện với quan tòa về các vi phạm bị nêu ra. Và đây là hình tân tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận xét, bước đầu ông Tô Lâm cho thấy sự thành công trong vấn đề nội trị với tư cách tân tổng bí thư chủ tịch nước. Đây cũng là mô hình của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc từ năm 2013 đến nay. Một trong các ưu điểm của chế độ độc tài toàn trị là tạo ra được ekip ưng ý để khai triển tư tưởng. Tác giả cũng cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026, việc sửa đổi điều lệ đảng là một phần quan trọng. Do đó, giới quan sát có lẽ cũng trông ngóng vấn đề này để tìm xem tư tưởng Tô Lâm. Ông Tô Lâm có thể được xem là nguyên thủ quốc gia có thực quyền đầu tiên của Việt Nam tính từ nửa thế kỷ qua. Tuy vậy, với vai trò một nguyên thủ quốc gia, hầu hết những nhà nghiên cứu đều đồng thuận rằng, sự thành công hay thất bại của lãnh đạo phải thể hiện qua hai lĩnh vực nội trị và đối ngoại. Tác giả nhận định, với quyết tâm sắt đá chống tham nhũng, Tô tổng cho thấy có hy vọng hơn một chút. Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam có câu, một người làm quan cả họ được nhận. Liệu ông Tô Lâm có vượt qua nỗi hàng rào kiên cố này hay không? có lẽ cần thêm một khoảng thời gian. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về chính sách đối ngoại được ghi trong cương lĩnh đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, cũng như các bộ lực liên quan, thì việc Việt Nam muốn làm bạn với thế giới cùng chính sách 40 chắc chắn sẽ gây khó khăn rất nhiều cho Tô Tổng. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phương Tây đối với Ukraine dễ khiến cho ông Tô Lâm rất khó xử, bởi bên nào cũng là bạn tốt nước Nga đã là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam từ năm 2012, còn Hoa Kỳ vừa có tư cách đó vào năm 2023. Cũng như vấn đề nội trị, có lẽ cần thêm một khoảng thời gian để ông Tô Lâm tỏ rõ tài năng trong vấn đề đối ngoại. Bởi việc phủ nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường mới đây từ Hoa Kỳ là kết quả của người tiền nhiệm cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tân tổng bí thư Tô Lâm sẽ xoay sở ra sao trong việc nội trị và đối ngoại? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.